Nam diễn viên Nhật Bản đột ngột qua đời ở tuổi 22. Trước sự ra đi đột ngột của Thomas Kajita, nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ gửi lời chia buồn đến gia đình nam diễn viên và cầu mong anh yên nghỉ. Nam diễn viên Thomas Kajita đã đột ngột qua đời khi anh mới chỉ 22 tuổi. Nguyên nhân cái chết của Thomas Kajita không được gia đình tiết lộ. Điều này làm cho nhiều người bất ngờ vì trước giờ không có thông báo nào cho thấy nam diễn viên mắc những căn bệnh đáng ngại đến tình trạng sức khỏe. Theo trang Yahoo Japan đưa tin, vợ của nam diễn viên cho biết tang lễ của Thomas Kajita sẽ được tổ chức riêng tư, chỉ có người trong gia đình tham dự. Người nhà Thomas Kajita hy vọng truyền thông và khán giả không lan truyền những thông tin sai lệch về sự ra đi của nam diễn viên. Hiện tin tức Thomas Kajita đột ngột qua đời gây chấn động dư luận Nhật Bản. Đồng nghiệp và người hâm mộ gửi lời chia buồn đến gia đình nam diễn viên và cầu mong Thomas Kajita yên nghỉ. Thomas Kajita sinh năm 2000 được nhiều người đánh giá là một diễn viên trẻ tràn đầy triển vọng trong làng giải trí Nhật. Anh gia nhập showbiz từ năm 2018 sau khi tham gia show truyền hình thực tế.